Trong thời gian tới, hình thức đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thương mại nói riêng và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế nói chung, thông qua hình thức mua bán sát nhập M&A sẽ trở nên phổ biến. Nếu có sự đầu tư và hợp tác từ những doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội bứt phá và phát triển hơn nữa. Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo xúc tiến đầu tư công nghiệp thông qua hình thức mua bán và sát nhập do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin về cơ hội đầu tư cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư công nghiệp qua hoạt động mua bán và sát nhập M&A. Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại ông Vũ Bá Phú cho biết, hiện nay nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn rót vốn vào những doanh nghiệp đã niêm yết và có tầm nhìn dài hạn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đầu tư lâu dài vào Việt Nam. Tuy nhiên khu vực được đánh giá có nhiều nhà đầu tư lớn là Bắc Mỹ, châu Âu, lại chưa có nhiều thương vụ, chủ yếu là một số thương vụ lớn trong lĩnh vực dầu khí và hàng tiêu dùng. Vì vậy, M&A là một hoạt động rất quan trọng, chắc chắn sẽ phổ biến trong thời gian tới ở Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do, thực hiện các cam kết về bảo hộ quyền lợi của các nhà đầu tư.